Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, ông đã chỉ đạo Ban Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre, vì sử dụng sản phẩm kit test PCR của công ty Việt Á với tổng giá trị chênh lệch về giá hơn 600 triệu đồng, trong tổng số nhiều gói thầu có sai phạm với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Sau khi có kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc CDC Bến Tre, đã tự nguyện nộp vào ngân sách số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Hiện số tiền này đang trong tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bến Tre chờ xử lý tiếp theo. Ngoài ra, trong 2 năm 2020 đến 2021, CDC Bến Tre đã mua sản phẩm của công ty Còn Việt Á. Tuy không trực tiếp mua sản phẩm với Việt Á, nhưng thiếu sót trong lựa chọn nhà thầu, dẫn đến việc mua sản phẩm kit xét nghiệm PCR từ công ty con của công ty Việt Á, với giá cao hơn giá của các mặt hàng khác cùng loại trên thị trường đã được công bố. Phần thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre không công khai tổng số tiền mà CDC Bến Tre đã mua từ Việt Á là bao nhiêu, hồ sơ năng lực của công ty thiết kế xây dựng, thương mại, dịch vụ Nam Phong như thế nào. Ông Nguyễn Hữu Định cho biết, chẳng ai có tư túi hay chẳng có gì tiêu cực trong vụ việc này. Nguồn tiền gần 3,5 tỷ đồng thất thoát ngân sách từ việc mua kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất mà tôi đã nộp cho thanh tra tỉnh gồm 1,2 tỷ đồng mà công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư và thiết bị y tế 3T trả lại CDC. Phần còn lại do CDC Bến Tre tạm ứng từ nguồn thu phí dịch vụ của đơn vị để khắc phục hậu quả. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Trong kỳ họp lần này đã đưa ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ tại Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế do liên quan Việt Á. Liên quan tới vụ việc công ty Việt Á tới nay, Ban Bí thư đã kỷ luật cách tất cả chức vụ đối với Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật từ khiển trách tới khai trừ ra khỏi đảng với 10 cán bộ khác thuộc học viện này. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh thành đã khởi tố 8 vụ án khác nhau, bắt tạm giam gần 40 bị can liên quan tới vụ việc.